Thưa quý vị, nhằm góp phần tạo ra sân chơi bổ ích, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, thanh thiếu niên trong dịp hè năm 2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức lớp dạy bơi hè miễn phí tại thành phố Bà Rịa. Lớp học nằm trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch Hành quân xanh năm 2023 của thanh niên khối lực lượng vũ trang, góp phần ngăn ngừa, hạn chế nguy cơ tai nạn đuối nước xảy ra ở trẻ em. Lớp dạy bơi miễn phí của thanh niên khối lực lượng vũ trang tỉnh do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức từ đầu tháng 6 năm 2023 tại một hồ bơi tư nhân trên địa bàn phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Lớp học bắt đầu mỗi ngày từ 7 giờ đến hơn 8 giờ sáng nên rất thuận lợi cho các em lẫn phụ huynh. Mình tranh thủ thời gian sáng mình cho bé dậy sớm, mình tranh thủ đưa bé đến bơi. Ngoài về mình cũng đi làm, hai bé như mình từ trước giờ chưa biết bơi và rất là sợ nước. Các thầy dạy ở đây rất nhiệt tình và chỉ dạy cho các bé rất là ân cần chu đáo. Ở lần đầu tiên tổ chức lớp học có hơn 100 học sinh thanh thiếu niên tuổi từ 6 đến 15 theo học. Các em là con của cán bộ khối lực lượng vũ trang tỉnh có gia cảnh khó khăn. Cái khóa bơi mà công an tỉnh là tổ chức là cũng rất là hay. Nhưng nói là tình trạng cho nội tôi là nó chưa biết bơi mà nó rất là nhát nước, nó không dám xuống nước. Cho nên nó theo dõi 2-3 tuần nay thì khoảng một tuần nay cho nội tôi rất tiến bộ, nay biết bơi rồi thì cũng rất là mừng. Qua được hồ sâu rồi bơi là tôi rất mừng rồi. Đa phần các em tham gia lớp học này đều chưa biết bơi, thậm chí có cả trường hợp vừa may mắn thoát đuối nước nên còn nhút nhát sợ nước. Vì thế, việc dạy bơi cho các em đòi hỏi phải có giáo án dạy phù hợp và người hướng dẫn đều là cán bộ chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng bơi, cứu hộ chuyên nghiệp. Trước là con bị chết đuối một lần nên giận, sợ nước. Giờ mấy chú dĩ nên hết sợ rồi. Con học bơi được hơn 11 buổi rồi. Con cũng biết đi bơi rồi. Mấy chú dạy rất dễ hiểu. Em đuối nước trước khi đi học bơi là nhiều lắm. Nên làm em cũng như vậy, tâm lý nó ám ảnh á. Xong rồi bắt đầu là sợ. Thì những buổi đầu là đa số là mình chỉ có chơi với làm quen, cho em làm quen với nước thôi. Xong rồi dần dần mình sẽ cho em cầm phao hoặc là đem theo em phao rồi bắt đầu mình dẫn em ra, từ từ em hết sợ. Mục đích mình hướng đến là phải cho các em nó không có còn sợ nước nữa. Tức là các em khi mà xuống nước, mặc dù không biết bơi nhưng mà vẫn có thể thở nước hoặc là đứng nước để cho không có bị đuối nước. Để các em có môi trường học bơi tốt nhất, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vận động hồ bơi tư nhân hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất tổ chức. Tại vì thấy coi trên mạng nhiều em bé bị đuối nước á, các cháu mà chưa biết bơi đi vô học bơi mà biết bơi là mình vui lắm, rất là thoải mái, nhưng mình thấy giống như hồ mình thấy. Lớp dạy bơi miễn phí của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ kết thúc vào cuối tháng 7 năm 2023. Sau lớp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ lập kế hoạch phối hợp với các chủ hồ bơi tư nhân trên địa bàn thành phố Bà Rịa, tiếp tục mở các lớp dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu niên có gia cảnh khó khăn, qua đó góp phần đẩy lùi nạn đuối nước ở trẻ em.